Chào bạn đã trở lại với kênh Cắt Thời Gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cá rô đồng nấu bông điên điển nha. Ở đây mình có tổng khoảng 3 con cá rô đồng, mình mua tổng khoảng 35.000 các bạn. Ở đây mình có một chén me và hai tép tỏi nè, hai cây sả cây nha các bạn, và hai lạng bông điên điển mà một ít bông súng nha các bạn. Ở đây mình có muối, đường và bột ngọt. Bây giờ mình sẽ nấu canh chua ha các bạn. Cá rô này thì mình mua về và đã làm sạch và bỏ cái phần đầu nó đi và chà muối sơ qua để không thể bị tanh. Nếu các bạn chà muối sơ qua, các bạn sẽ dùng một ít gừng các bạn chà thì cái vị cá rô mình nó sẽ không nghe mùi tanh nha. Phần bông điên điển thì mình mua tầm khoảng 2 lạng vì mình đã làm và sạch sẽ và rửa hết luôn các bạn. Và cái bông súng này mình cũng rửa và cắt khúc tầm khúc vừa cái khúc để mình ăn á các bạn. Bây giờ mình sẽ đập cái phần tỏi này lên mình khử trước ha các bạn. Các bạn sẽ đập trong tầm khoảng 2 cái tép tỏi này các bạn đập ra, và mình sẽ lột cái phần vỏ ra và bầm nhỏ đi rồi mình đưa lên cái phần chảo nha các bạn nha. Bầm nhỏ và bỏ vô trong cái phần chảo, tại vì các bạn biết sao, mình nấu canh chua mình thích nấu trong cái chảo để nó rộng rãi á. Một hồi nó rộng rãi nó thoải mái là mình sẽ múc vào trong cái nồi cũng được. Thứ nhất, thứ hai mình có một ít rau để mình nêm canh chua một tí xíu á, mình sẽ quay cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bật ga lên và cho dầu ăn vô trong đó trước ha các bạn. Bạn cho dầu ăn và tỏi vô đây để chảo nóng á, mình sẽ khử lên cho nó thơm. Các bạn khử lên cho nó thơm đi nha. Thì tỏi các bạn khử lên để các bạn nấu canh chua, hoặc các bạn khử lên để nhúng giấm á, thì các bạn phải khử cho cái phần tỏi nó vàng và nó thơm, không nó sẽ hôi nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây tầm khoảng một tô nước. Cho vào đây là tầm khoảng một tô nước, tại vì nhà các bạn ăn tầm khoảng bao nhiêu thì các bạn sẽ cho bao nhiêu. Mình cho tầm khoảng một tô nước và mình sẽ đợi cái phần nước này nó sôi. Thì trước khi đợi cái phần nước này nó sôi thì ở đây có một ít me, mình sẽ múc cái phần nước này lên và mình sẽ dầm cái phần me ra ha các bạn. Các bạn dầm cái phần me này ra để cho cái phần me này nó ra hết cái me, tại vì cái me này mình đã nấu rồi đó. Và các bạn sẽ để qua một bên và mình sẽ đi đập củ sả nha. Ở đây mình có hai củ sả này, các bạn sẽ dùng cái cây này các bạn đập cho nó dập dập cái phần củ sả này đi. Đó, các bạn đập hết phần dập của củ sả thì bạn sẽ dùng cái dao và cắt nó ra làm ba. Cây này nhỏ quá thì nó cũng hơi nhỏ, thì cắt nó làm ba thì các bạn sẽ để trên cái phần rau này trước. Và mình sẽ đi chuẩn bị một ít rau nêm ha. Cái phần rau nêm của mình đó các bạn, là nó có một ít quế này, một ít rau ngổ và một ít ngò gai. Đó, khi các bạn nêm canh chua thì các bạn sẽ nêm vào rau ngổ, ngò gai cho nó ngon nha. Thì các bạn sắc ra tầm khoảng vừa thôi, không sắc nhỏ quá, cũng không sắc bự quá ha các bạn. Đó, mình sắc xong rồi thì mình sẽ cho vào một cái tô để một hồi tí xíu là mình sẽ nêm sau á. Thì phần này có con nhỏ nên mình sẽ không dùng ớt nha các bạn. Đây, mình sẽ không dùng ớt, mình sẽ để qua một bên. Và bây giờ mình sẽ đợi cái phần nước nó sôi nha. Cái đầu nước mình đã sôi rồi á các bạn, thì các bạn sẽ cho hết cái phần me này vô trong cái phần nước này nha. Vì mình sẽ trộn thêm một lần nữa để cho cái phần me nó ra hết đều á các bạn. Đó, và mình sẽ cho hết vô trong cái phần nước. Mình sẽ để rượu bị thêm một tí xíu, ví dụ chút mà nó không có đủ đồ chua thì các bạn có thể cho nó vô cũng được. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần cá rô của mình vô nha. Sẽ cho 3 miếng cá rô đồng của mình vô đây. Khi các bạn cho 3 con cá rô đồng mình vô thì các bạn sẽ cho vào đây là sả. Các bạn cho sả vô rồi các bạn sẽ nêm vào đây tầm khoảng là 1 gốc tư muối. Bột ngọt thì yếu 1 gốc tư nha các bạn. Và canh chua thì các bạn sẽ dùng vào đây tầm khoảng là 2 muỗng đường. Rồi và mình sẽ cho sôi cái phần cá này lên đã bạn. Cái phần cá rô này nó sôi thì các bạn sẽ cho cái bông súng vô. Thì cái bông súng thì mình cắt tầm khoảng cái khúc vừa ăn thôi nha các bạn. Các bạn sẽ cho hết cái phần bông súng vô trước. Thì các bạn nấu vừa chín tới là cái cá mình nó cũng chín tới, chứ đừng để chín quá nó không ngon nha các bạn. Vì bông súng các bạn cho vô thì các bạn sẽ cho hết cái phần bông điên điển vô luôn. Đây mình sẽ cho hết cái phần bông điên điển.
Các bạn cho hết cái phần bông điên điển vô thì các bạn sẽ dùng cái giá các bạn đè cái phần bông này xuống tí xíu cho nó sôi đó. Các bạn thấy không? Có phần cá này rất là ngon luôn nè. Cái này là cá rô đồng nha các bạn, còn cá rô nuôi là nó rất là bự nhưng mà nó mỡ rất là nhiều, nó không ngon nha. Vì các bạn sẽ để cho nó sôi lên, nó sôi lên bây giờ có thể các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình, mặn hay ngọt hay là tùy chua vậy đó. Ví dụ như các bạn sẽ ăn cái vị nó đậm hơn thì các bạn bỏ thêm tí muối, hay các bạn ăn chua hơn thì mình sẽ cho thêm tí me. Còn nếu các bạn dùng độ ngọt nhiều thì mình sẽ dùng thêm tí đường ha. Bây giờ mình sẽ nêm theo khẩu vị chút coi. Nó vừa chua chua ngọt ngọt, nó rất là ngon. Nhưng mà bây giờ mình nó không phải là nó nhiều lắm đó nghe bạn, mình nấu một ít thôi, nhưng mà tại vì trong cái lòng chảo để cho nó rộng rãi thôi, nó rộng rãi để mình dễ bỏ đồ á. Bây giờ mình sẽ để cho nó sôi lên tầm khoảng 1 phút đi. Đó, bây giờ được một số phút sau nó đã sôi, vì bông điên điển các bạn đừng có nấu nó chín quá. Thì nó đã sôi rồi thì mình sẽ cho hết cái phần rau nêm vô ha các bạn. Rau nêm vô nhiều một tí để cho nó thơm á. Còn nếu các bạn nào thích ăn ít thì các bạn sẽ giảm cái phần rau nêm lại nha. Như phần rau nêm và phần quế nè các bạn, nó rất là ngon. Và thằng rau lá quế và rau ngổ và một ít ngò gai đó, phần cá rất ngon. Bây giờ mình sẽ tắt ra, tại vì bây giờ mình bỏ rau nêm vô thì mình sẽ tắt ra liền. Cái bông điên điển nó vừa chín tới và cái bông súng nó cũng đã vừa chín tới nè các bạn. Các bạn thấy không, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ múc ra cái phần tô ha các bạn nha. Vị trí này mình sẽ đặt một cái tô và ở trong đây mình có một con cá, thì các bạn múc khéo cho nó sẽ bị mấy con cá của mình á. Vì cái đường giá đưa xuống là nó sẽ bể, chứ không phải là nó chín quá mà nó bể nha các bạn. Cái phần cá này nó vừa chín tới. Các bạn múc bông súng và bông cái cây súng và bông điên điển ra trước nha. Tổng khoảng cả ba con cá thôi, nhà mình cũng ít có ăn á, con mình nó ít cái ăn cái này lắm các bạn. Ở đây mình có tổng khoảng 3 con cá đó, thì 3 con cá rô đồng này nó rất là ngon luôn. Vì nó thơm mùi xả đồ lên lắm các bạn. Thêm một tí nước nữa. Đó, mình sẽ đưa xích ra ngoài tí xíu nha. Và tô canh chua cá rô đồng mình lên đây đã xong rồi các bạn. Đó, bông điên điển nấu cá rô đồng nha. Đó, ở đây là bông súng đó các bạn, rất là ngon luôn. Cái mùi rau thơm, lá quế, rau ngổ đồ đưa lên nó nghe mùi thơm rất đặc biệt. Nếu các bạn nào quê ở miền Tây thì các bạn ăn cái món này chắc là nó cũng thường ha các bạn. Và quê mình á, thì mình ở miền Trung, cha mẹ mình sinh ở ngoài miền Trung nha các bạn. Hiện tại mình vô Nam rất lâu rồi. Đó, cái món canh mình đến đây đã xong rồi các bạn. Nếu các bạn nào cảm thấy thích, hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Cách làm đơn giản, không cầu kỳ lắm mà cũng không mất nhiều thời gian của các bạn nha. Có khi các bạn đi làm về buổi tối, mình sẽ mua 3 con cá và sẽ mua một nắm bông điên điển là sẽ nấu được một tô canh chua ngon cho gia đình rồi ha các bạn. Tại vì gia đình là trên hết nha các bạn. Và nếu các bạn nào mua gì thì mình chúc các bạn làm thành công và may mắn trong công việc. Và đến đây mình làm đã xong rồi. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video mới nhất của mình nha.